Hello, chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hi. Hello, chào cả nhà. Bây giờ mình ra mì vườn, mình cắt bầu vô. Yeah. Xào với tôm, nấu canh tôm. Giờ mình cho các bạn xem cái dàn bầu hồ lô của mình ha. Mình trồng đây được 1.5 tháng rồi. Đây. This one's the biggest. This one's the biggest. Đó. Bầu này bầu hồ lô cũng giòn ngọt lắm các bạn. Nè, cái da nó cũng hơi bong bong. Đó. One time a vine almost grew into our window. Nó dễ cũng dễ đậu trái lắm, mình thụ phấn nó là nó đậu trái à. Đây. Cái này có một dây nè các bạn. Cái này có một dây mà mình ngắt ngọn nó ra ngọn mới là nó nhiều trái à. Các bạn phải ngắt ngọn. Ngắt ngọn nó mới có trái. Nhìn thấy mê không? Đó. Rồi, đây là cái cây đậu bắp của bạn mình cho nè. Bây giờ mình để trái giống rồi, nó dài hơn 2 gang tay luôn. Nào, cái trái nó ăn không có nhớt, bị nhớt nhiều. Đây, hôm nay là cái trái của qua này mình cắt, mình thu hoạch được rồi các bạn. Đây, bự rồi. Cái da nó thẳng thẳng như vậy là mình cắt thu hoạch được này nè. Đó. Trái nhỏ nhỏ nhiều lắm luôn. Trái nhỏ mà nó suông nó nhiều lắm. Nè các bạn thấy không? Đó. Trên đây nữa nè, đó. Đây nữa đây. Đây, mấy cái trái này làm nữa là nó dài, nó to lắm. Đó. Có trái này thấy cưng quá. Nhỏ xíu mà tròn giò. Trái bên đây là cắt được rồi nè, giờ mình cắt luôn. Oh yeah. Rồi con cầm đi mẹ cắt. Rồi trái bự bên kia nữa. The ball cutters. Nè trái bự bên đó nữa kìa. Con để xuống đi. Đó, thu hoạch khổ qua cho mẹ nha. Rồi thu hoạch trái đó luôn cho mẹ. Ý quá. Trái trên đây tới không? Dạ. Tới hả? Thôi con cầm đi mẹ, mẹ cắt cái cuốn cho. Nè con cầm cái trái giữa nè. This one? Ờ. Rồi. 4 trái ngộ quà. Trên đây trái mướp nữa nè. Này ngày mai mình hái trái mướp được. Đậu hả? Đậu đũa hả? Chưa đâu. Ngày mai đi. Đậu đũa trái nhiều lắm nè các bạn. Đây là trái dưa hấu mình trồng được 2 tháng rồi đó. Mới hồi kỳ rồi hái vô một trái nó là 7 pound, 3.5 kg luôn đó, hơn 3.5 kg luôn đó. Mình còn 2 trái. Đây là cái rau muống của mình đây. Rau muống này nó không có nắng cho nên nó không orange. Được tốt nè. This one's orange. Cà chua màu vàng nè các bạn. Cà chua này ăn giòn ngọt lắm. Trái là nhiều nữa mà trái to nữa đó. Rất là ngọt, rất là giòn nha các bạn nha. Mình thích ăn cái cà chua vàng này hơn là cái cà chua đỏ nè. Trái rất là sai trái. Chừng trái luôn. Đây là trái mướp khía.
giống bên này. We should cut that one. No. Ah. For next year. Huh? Đây là cái vàng ớt của mình nè. Red pepper. Yeah. Cái chín quá chừng luôn, hôm nay mình ra mình cắt nè. Can I cut? Can I get this one? Not yet. It's bright red, Mom. I know. This one is bright, all bright red. Please. Nè. Ai cắt cái cuốn, cắt ở dưới đây luôn nè con. Cắt xác ở dưới luôn. Nhưng mà đừng có cắt cái lá nha. Đúng rồi. Đây là cây ớt nhung nè. Trái nó màu tím nè các bạn, tím đen luôn đó. Ớt nhung đó. This one. And this one's all right. No, not ready. Nè, cải xanh của mình. No. Ảnh đi thu hoạch ớt với mẹ nè. Hay cái xanh nhà mình đây. Giỏi quá. Rồi bỏ vô rổ nha. Chưa. Look at this one. It's curved. Bên đây đều mình được một cây nữa nè các bạn. Trái nó tím đen luôn đó. Now here's a good one. Đây là bí đỏ. Now here's a good one. Này là xà lách son. Lá lớp. Xà lách son nó lên quá chừng luôn nè. Rồi bưng qua kia để cắt mấy trái bầu. Bầu. Look. Đây cũng còn nữa nè. Is this one ready? Okay. There. Rồi đi, đi lại ra cắt trái bầu, bưng cái rổ đó. Bầu đó, ở đâu à? Bầu sao đó thấy chưa? Con đừng đi đường đó, đi đường này nè. What about that one? The big one. Pumpkin. Pumpkin. Oh, for Halloween. This way or that way? That way. Ở đây mình có mấy trái bí đỏ nè các bạn, nó to quá chừng luôn. Đây nữa đây. This has got my pants. Rất là to, to tướng luôn. Đây là trái màu sao nè. Sao con cắt tới? Sao con cắt tới? I can almost get it. Con vịn đi, con vịn cái trái đây, con vịn cái trái đi. Mẹ cắt. Lúp. Con cầm trái bầu lên coi. Wow, đã chưa? Big as my arm. Big as my arm. More long than my arm. Yes. Rồi. Hôm nay mình thu hoạch nhiêu đây thôi. What about that? Đây cả tím nè. Đó,
cà tím bây giờ có bông nè. Rau đắng. Đó. Rau tần ô. Đó. Hả? What is that? Rau thơm. Bí đỏ luôn con. Oh. Đây là cái cà chua vàng của mình là nó sai trái lắm. There's a red, almost red one over there. Nó rất là sai trái các bạn, quá trời trái luôn nè. Cà chua này nó trồng nó sai trái mà trái ăn giòn ngon. À, mình có mấy cây rau cải trời nữa nè. Mồng tơi, đậu bắp với mướp. Mướp rồi các bạn, trái cũng nhiều vô lắm, không biết ăn có hết nổi không nữa. Trái rất là nhiều. Đó. Mướp hương, mướp khía. Trái rất 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 là nhiều luôn. Hai trái nữa nè. Video hôm nay tới đây là hết nha cả nhà. À, mẹ với hai mẹ con chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới an lành nè, tháng mới an lành nè, và nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống nha. Nhớ ủng hộ hai mẹ con mình nha cả nhà. Yeah. Rồi, bye. Yeah.